nay tôi sẽ thay đổi không gian một xíu. Bình thường tôi sẽ ngồi trong căn phòng của mình và làm những video clip như thế này cho các bạn, nhưng mà hôm nay tự nhiên trong lòng thấy muốn thay đổi một xíu. Và đây một không gian rất là đẹp, rất là thoáng đãng. Và hôm nay là buổi sáng nữa. Và tôi nghĩ là buổi sáng thì lúc nào cũng tâm trạng cũng rất là thoải mái, đúng không nào? Để có thể cho các bạn xem một xíu ở bên ngoài. Đây là đường Lê Lợi, người ta đang làm metro. Phía xa xa kia là chợ Bến Thành. Có thể trong tương lai thì khu này rất là sầm uất. Bên kia là một khách sạn khá lớn và có cái hồ bơi ở trên nóc. Và tôi nghĩ là một lần nào đó tôi sẽ phải lên trên đó mới được. Ok, vô phần chính ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách. Tại vì khi mình đi quay hay là mình đi chụp hình hay là bất cứ điều gì, đôi khi có những cái chi tiết nó sẽ không được mong muốn xuất hiện trong cái phim của mình. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà để xóa những cái chi tiết mà mình không mong muốn nó xuất hiện, rất là vô duyên, và mình có thể hoàn toàn làm được chuyện này. Rất là đơn giản thôi. Cái đoạn clip này nó có cái con thuyền tôi không có thích lắm, thì tôi sẽ xóa nó đi bằng cách là tôi sẽ chọn một cái vùng biển mà nó khá là gần giống như là cái thuyền đó. Tôi sẽ cắt cái vùng biển đó đắp vô. Đầu tiên tôi sẽ kéo phim An và kéo chuột để nhân đôi cái clip này. Sau đó vô Effect Controls, bấm vô công cụ mà có cái viết á. Mình sẽ chọn cái vùng biển mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp. Bây giờ tôi sẽ tắt đi cái đoạn clip phía dưới để các bạn hình dung rõ hơn là cái vùng biển mà tôi vừa chọn. Và các bạn thấy không? Nó chỉ giữ lại cái vùng biển này thôi. Có thể bấm vô cái nút này kéo ra để coi nó có cái độ blur giữa cái ranh giới bên ngoài ấy, thì trông nó sẽ tự nhiên hơn. Cái độ blur đó mình có thể chỉnh trong cái mask fader ha. Mình sẽ di chuyển vùng chọn của clip này đè lên con thuyền của clip kia. Có thể kéo bằng cách thủ công hoặc là chỉnh thông số trong position bên trên cũng được. Cách nào cũng như nhau cả. Cố gắng làm sao cho nó đè vô mà nó có đúng vị trí chân trời ha. Đó, nó đã mất đi chiếc thuyền. Tuy nhiên thì cái màu sắc nó không được tương đồng như cái clip kia, thì mình sẽ cần chỉnh sáng hơn một xíu. Mình sẽ chọn nó trong Lumetri Color. Tôi sẽ kéo cái curve này lên để cho nó sáng hơn. Hoặc là trong Basic Correction thì có thể cho nó hơi ngả vàng. Đó, cái này thì tùy theo cái clip mà mình sẽ chỉnh cho nó tinh tế hơn và nó kỹ hơn ha. Tôi nghĩ là nó cũng khá là hợp lý rồi đó. Nếu mà các bạn muốn chỉnh thêm cái phần mà mình chọn hồi nãy á, thì mình sẽ bấm vô cái chữ Mask có số 1 như thế này này. Nó sẽ hiện lên cái vùng mà mình đã chọn. Nó có thể chỉnh cho cái fader, cái độ nhòe bên ngoài nó nhòe nhiều hơn để trông nó mask vô nó tự nhiên hơn. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn cái cách mà để xóa những cái vật mà không mong muốn trong clip của mình. Thì cái này là chỉ là cách cơ bản để làm thôi ha. Trong những cái vật nó phức tạp quá, nó đang di chuyển hay nằm không cố định một chỗ thì lúc đấy mình sẽ khó hơn. Lúc đấy mình sẽ phải masking và key cái vị trí cho nó thích hợp từng cái frame, từng cái giây. Ok, như vậy là hôm nay là đã đủ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.